Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Ngân có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai tứ quý, ôm hạt tứ quý quấn rễ cho cô chú anh chị mình mua về mình trồng thả vườn, hoặc là mình mua về mình lấy gốc ghép cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Ngân nha. Thì không làm mất thời gian nữa ha, em mời mình vào gặp chị Ngân để chị Ngân trao đổi giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi mình, dạ chào bà chủ ơi. Dạ rồi em chào anh và em xin chào tất cả quý cô chú anh chị thích mai vàng trên cả nước ha. Rồi. Đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ. Em chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi. Vậy rồi để không làm mất thời gian của chú anh chị ha. Hôm nay em lên em giao lưu là một hai loại mai tứ quý ha cô chú anh chị. Ương từ hạt là một loại là quấn đế gắn, còn một loại là quấn củ đế bình thường nha cô chú anh chị. Như vậy ha, này quấn củ đế đa dạng đây là cái đó nhiều dòng, còn cái này cái nơm đủ loại nha cô chú anh chị. Quấn cục nè cô chú anh chị ha, thân lắc nè, quấn vòng cục luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Giống như cái này giống như cô quấn con rắn mà mini nhỏ cô chú anh chị, cái ú ụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi mấy cái này thì gốc nó em thấy là nó cỡ bằng đầu đũa ăn mình, với lại là đầu đũa không ăn của mình hết rồi cô chú anh chị ha. Nè lùng có cao có nha cô chú anh chị, cái này là từ 30 trở lên ha cô chú anh chị. Cây này nãy lùng nhất nè là em đo là 32 nha cô chú anh chị, cây lùng nhất là 30 ha. Rồi. Để em đo cây cao nhất rồi. Cây này là bằng đầu đũa không ăn mình nè cô chú anh chị, em điếu thuốc rồi đó. Cây cao nhất là khoảng tầm, nói chung là em báo giá là từ 30 đến 60 nha cô chú anh chị. 30 xăng tới 60 xăng ha. Dạ, cô chú nào mà thích lùng thì em lấy lùng, còn nó như thích cao thì em lấy cao cho cô chú anh chị mình ha. Tàn nè cô chú anh chị, cây nào cây nấy tàn nè cô chú anh chị nè. Không. Đế rất là thấy thương luôn nha cô chú anh chị. Đó, tàn nè cô chú anh chị. Đó. Cái này thì mình bán giá sao vậy bà chủ? Rồi, cái này là 5.000 một cây nha cô chú anh chị. Rồi, 5.000 một cây. 30 cây em gửi hàng. Rồi. 50 cây em bao ship. Rồi. Em tặng cho cô chú anh chị một cây. Rồi 100 cây tặng 2 cây ha. Cô chú anh chị mà mua 100 cây em tặng cho cô chú anh chị mình 5 cây. 100 cây tặng 5 cây. Rồi. Rồi. Tiếp theo là bây giờ qua bên mấy con đế gắn ha cô chú anh chị. Rồi. Tứ quý đế gắn ha. Em thấy bà cái lô mà mai tứ quý 5.000 này ha là xứng đáng cô chú anh chị, mình nên mua ha. Hàng cũ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Có đế nôm rồi nữa cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo loại đế gắn. Đế gắn bên đây nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Gốc rất là mập nha cô chú anh chị. Trời ơi con rắn nè cô chú anh chị. Gốc thì nói chung là nó cỡ bằng đầu đũa ăn tới đầu đũa không ăn ha cô chú anh chị ha, tới điếu thuốc. Em từ đầu đũa ăn cho tới điếu thuốc nha cô chú anh chị. Đây nè, đế gắn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Một lượng nè, hai lượng nè, ba lượng nè, bốn lượng nha cô chú anh chị ha. Nói chung là cái lượng con rắn thì tính từ ba lượng lấy lên nha cô chú anh chị. Bốn lượng, ba bốn lượng ha. Từ ba cho tới bốn lượng, một nè, hai nè, ba nè. Đây co lại nè, bốn lượng nè cô chú anh chị ha. Okay, từ ba cho tới bốn lượng. Cây này quá đẹp luôn, xuất sắc luôn cô chú anh chị. Để nhỏ. Dăng cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái này mình nhỏ mình lấy ngẫu nhiên thôi cô chú anh chị ha. Cái đế gắn nè. Quá trời cái đế luôn cô chú anh chị ha. Nè, một nè, hai nè, xúc ba nè, ba bốn lượng nè cô chú anh chị ha. Cây nào cũng vậy nha cô chú anh chị, cái này là bao hàng đế gắn cho cô chú anh chị mình ha. Bao đế gắn luôn, tàn nè cô chú anh chị ha. Nè. Đó, tàn. Chậu này là cây đang nằm trong chậu C5 nha cô chú anh chị, là vô thùng chậu mũ nhựa hay cô chú anh chị. Rồi chậu bịch ha. Ở đây người ta kêu chậu bịch C5 thì nó trong cái này nó bự hơn cái ly 5 chậu kia tí xíu. Cây này lùng được 35 là, nhưng mà em báo cho cô chú anh chị mình từ 30 trở lên nha cô chú anh chị. Rồi từ 30 ha. Cây cành ngắn là cô chú anh chị thấy không? Nè, tàn đều gan luôn cô chú anh chị. Ví dụ mình cần tàn á, mình nói bà chủ lựa tàn cho mình ha. Ví dụ mình cần chiều cao thì mình nói bà chủ lựa chiều cao cho mình ha. Trời ơi, cái này đế gắn. Đó, quá trời cái đế luôn cô chú anh chị thấy không? Nè, xuất sắc cái đế chưa? Nè, một lượng nè, hai lượng nè, ba lượng nè, bốn lượng nè cô chú anh chị ha. Đó. Gốc cái gốc rất là mập nè cô chú anh chị nè, thấy không? Cô chú anh chị nè. Cái này phải có cây bút, nó bự cả bằng cây bút bi mình luôn á cô chú anh chị ha. Đó. Điếu thuốc nói chung là bình thường, cỡ điếu mình, thuốc là bình thường. Cái này về mình ghép là mình thả vô mình trồng đất là kinh tế hả cô chú anh chị? Dạ, hàng này trồng đất đồ rất là ngon luôn ha. Đó. Tàn ngon lành luôn. Rồi, cái này thì mình giao lưu giá sao vậy bà chủ? Cái này em còn khoảng chừng ngàn cây em để giá cho cô chú anh chị mình về mình trồng ha, là giá 15.000 một cây nha cô chú anh chị. Rồi, là 15.000 một cây là mình lấy hết hay là mình lấy bao nhiêu cũng được bà chủ? 15.000 một cây là 30 cây em gửi hàng.
50 cây em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, 50 cây cho một cây luôn ha. Vậy rồi, 100 cây em tặng cô chú anh chị mình 5 cây luôn. Rồi, 100 cây vẫn tặng cho 5 cây luôn cô chú anh chị. Khúc này ha. Này thì nó cũng gắn nhưng mà nó cao hơn nha cô chú anh chị. Trời ơi coi nè. Gốc muốn ghép được luôn cô chú anh chị ơi nè. Gốc này nói chung là ghép được hết rồi cô chú anh chị. Nếu mà so ra ở đây thì là gốc cỡ này là ghép được hết rồi cô chú anh chị ha. Nè. Gốc rất là bự luôn cô chú anh chị. Điếu thuốc hết trơn cô chú anh chị ha. Đó. Cô chú anh chị mình mua mấy cái này về mình trồng thả vườn là ok luôn cô chú anh chị. Thầm lầm. Cứ rễ nó mập cô chú anh chị. Rễ nở rất là nở luôn cô chú anh chị ha. Bình thường á, tôi quý á, cái rễ nó rất là khó nở luôn nha cô chú anh chị. Tôi quý cái rễ nó rất là chậm nở chứ không phải là được, nhưng mà mai vàng rất là dễ, mai vàng nó dễ nở hơn tôi quý ha. Nó mập cô chú anh chị. Mà cái rễ coi nè, cái này nè, trời ơi rễ nó nở nè cô chú anh chị. Không, cái rễ nó bây giờ cái này là bằng đầu đũa không ăn mình luôn rồi cô chú anh chị. Ha, cái gốc thì nó cỡ em điếu thuốc nè, cỡ điếu thuốc luôn cô chú anh chị ha. Đó, giá thì chỉ có 15 ngàn một cây thôi, 30 cây gửi hàng, 50 cây bao ship ha. Rồi, hồi nãy cái quên báo cái số lượng của cái mai thường á, hồi nãy mình còn khoảng bao nhiêu cây nữa bà chủ? Số lượng còn khoảng chừng 3.000 cây nha cô chú anh chị, số lượng mà quán ý thường khoảng 3.000 cây. Rồi, ví dụ mà mình lại vườn mình lấy số lượng nhiều thì mình có giảm giá luôn bà chủ? À, có anh, lại vườn em giảm giá. Rồi lại vườn mình lấy số lượng về mình bán lại thì mình nói bà chủ em muốn lấy tầm 500 cây ha gì đó, mình hay là 200-300 cây gì đó về em bán lại, mình từ lại vườn mình chở luôn á, thì bà chủ sẽ tục giá lại cho cô chú anh chị mình mua về bán lại ha. Cái này là em bán giá thua cái loại mai thường của vàng của mình em cô chú anh chị. Mai thường vàng của mình gắn gì cũng 15-20 ngàn cây mà này tứ quý nó mắc lắm mà em bán giá vẫn 15 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Rồi, thì cô chú anh chị mình vào xem thấy ok giá hợp lý thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho chị Ngân ha. Rồi mình còn giới thiệu lên nào nữa không bà chủ? Dạ hết rồi anh. Rồi, vậy mình chào hết luôn ha. Dạ rồi, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi và xem hết clip nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em và ủng hộ cho kênh nha. Dạ rồi, em xin chào cô chú anh chị ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Ngân cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Ngân trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của chị Ngân nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.